Đó, hôm nay mình đi Rush, Rush. Mình đi Rush, Rush. Có cái tên Rush. Rush. Mùa Noel. Mua đồ nhiều quá nên nó hơi bận bận hơn. Đó, bán mấy cái đồ để gói quà Noel. Đó, cái nơ mùa mùa Giáng sinh sắp tới nên là nó bán cái cây gói quà. Ta mua đồ nhiều quá cho nên nó hơi bừa bộn, vừa bổ một xíu. Đó, đồ đạc lâm la hết. Chú chà. Hơn. Bên này là bên bên này bên đàn ông. Áo quần đàn ông. Bên này là khu nó mua đồ nó quậy dễ sợ luôn kìa. Những người người ta mua đồ, người ta ném đồ lung la quậy banh cái chỗ của người ta luôn. Vali chỗ này bán, khu này vali mà nó lấy đồ nó dục đầy bỏ lên cho người ta. Cái này là gia vị nè, không đựng gia vị đẹp sao. Cái này là được cái đồ đồ để gác cái cổ lên để ngủ nè, mà có nón nữa nè. Thank you.